Chào anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube. Hôm nay em sẽ giới thiệu về cái mẫu lực 1,2 triệu và mẫu lực 1,3 triệu bên em. Thì cũng như mọi cái clip thì chúc anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube buổi sáng an lành hạnh phúc. Thì cái hai cái mẫu lực giá 1,2 triệu và 1,3 triệu bên em thì chất liệu hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở cái xanh này nha anh em. Cái xanh này em đã xếp sẵn, cái loại 1,3 triệu em đã xếp sẵn cho anh em xem. Cái xanh xếp thì ở trên nhìn xuống thì ta chỉ thấy cái cầu tử, còn cái loại 1,2 triệu này anh em là xanh bung ra sẵn. Về cái chất liệu, nói trước loại 1,2 triệu đi, chất liệu là khung inox nam thép lưỡng kim trụ móc ti đồng, giá là 1,2 triệu bao ship. Bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Kích thước đáy 23, lưng 25, cao 29, cầu tử 35 cm, đồng giá tùy chọn 1,2 triệu. Anh em mua hàng liên vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Đây là loại 1,3 triệu, cũng một chất liệu đó, khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng, nhưng mà có thêm sân xếp cánh bướm nha anh em. Đây thì anh em xem đây, sân xếp cánh bướm thì lúc con bổ nhảy vào thì tự động cái sân, cái cung lưới nó sẽ đập xuống và cái sân nó sẽ tự động bung ra để nó hướng mũi. Đây là giá 1,3 triệu bao ship. Thì hình thức ship lục bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Cảm ơn anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe, an lành, hạnh phúc.